Mùa mưa là mình ngủ mưa luôn á, mưa dột hết luôn á chị. Mà mưa đó ngủ khổ lắm, ngủ không được đâu. À mưa là ngủ không được luôn hả? Ừ. Là nắng vậy này mình ở được. À lỡ mà vô mùa mưa là sao mình ngủ đây chị? Thì mình nằm dậy nhất chứ sao. Tí xin chào cả nhà thân thương đã đến với kênh Tí. Thì hôm nay cả nhà ơi thì Tí quay lại đây để Tí đi. Hiện tại Tí đang ở là thuộc khu vực vùng núi của thôn Liên Sơn 2, Phước An, Phước Thiện nha cả nhà nha. Thì Tí sáng thì ngày nào cũng vậy cả nhà, Tí cũng đi tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay thì Tí cũng đi ngang qua đây thì Tí cũng bắt gặp một cái hoàn cảnh. Thì Tí cũng mới hỏi qua sơ thôi thì anh chị thì cũng rất là khó khăn luôn cả nhà ơi. Thì anh chị hiện tại là đang ở trong cái ngôi nhà này cả nhà. Cái ngôi nhà chòi này là cũng là rách nát luôn cả nhà. Cái này là cũng lâu lắm rồi. Thì Tí qua đây thì Tí muốn vô đây tìm hiểu để Tí biết được cái hoàn cảnh của gia đình như thế nào nha cả nhà nha. Thì cùng theo chân Tí để biết được, tìm hiểu về cái hoàn cảnh của gia đình nhà cô. À, cái đường mà từ dưới làng á, mà lên trên này á, là hiện tại tới cái chỗ Tí đang đứng này là Tí đi tầm khoảng hơn 1 tiếng rưỡi nha cả nhà nha. Còn có thể là mình đi lên trên kia nó còn xa nữa thì Tí chưa đi tới đó. Hiện tại thì Tí tới đây thì Tí thấy có một cái nhà nằm rất là nhỏ lẻ đây luôn, thì Tí ghé vào Tí hỏi thăm, nếu mà giúp được cái gì thì Tí sẽ giúp nha cả nhà nha. Dạ em chào chị nha. Đã, hồi nãy Tí cũng qua hỏi tuổi rồi dạ, cả nhà nha, là năm nay chị là 39 tuổi. Dạ em chào chị nha. Dạ à, em chào anh. Dạ. Thì Tí sẽ quay lại cái ngôi nhà này nha cả nhà nha. Đây. Thì nhà thì có một con xe rim thì cũng đời cũ rồi. Thì cái căn nhà này cả nhà cũng xem này. Ở trên mái nhà này cả nhà. Thì cái tôn này thì với qua cái thời gian nó lâu quá thì nó cũng bị reset hết rồi cả nhà. Ở trong nhà mình có thể cho em quay trong nhà một chút xíu được không anh? À. Cái nhà. Wow, cái nhà họ có nuôi chuồng gà bên kia kìa. Thì khu vực này thì nhìn cũng đẹp lắm nha cả nhà nha. Ở đây trên này trên núi rừng cao luôn mà. Ở khu vực này họ trồng rồi cũng rất là nhiều đồ nha. À mình ở trên này mình xài bình đó anh. À xài bình xài gì nè. Có gì điện à, mình ngủ ở đây là mình nấu ăn nấu uống ở đây luôn hả anh? Hôm nay ăn cơm mấy gì đây? Không có cái gì ăn hả? À, đem xem nào. Ôi trời ơi, măng này cả nhà ơi. Măng mà có con lăng quăng này, coi chừng con lăng quăng nó đẻ thành mũi đây anh ơi. Ủa, ớt này ngon vậy anh? Ớt này ở đâu ngon vậy? Ớt này là ớt hiểm nha cả nhà nha. Ớt này là ớt núi đấy. Ớt này rất là hiếm nha. Rất là khó kiếm luôn. Ai da. Cái này là sáng giờ anh ăn sáng chưa? Ui trời ơi. Không có gì ăn hả? Đi ra ngoài ngoài nói chuyện em xíu nha. Để quay vòng ngôi nhà, lát nữa Tí sẽ chào chuyện với anh chị nha. Cái nhà nha. Mình thường mình lấy nước ở đâu uống anh? Nước mưa. Không, nếu mà không có mùa mưa là mình lấy nước ở đâu? Suối hả? Suối xa không? Mùa như mùa xa lắm hả? Mùa hạn như vậy là vẫn có nước luôn hả anh? À chị anh chị chờ em xíu nha, em quay cái vòng ngôi nhà cho cả nhà xem nha. À Tí sẽ quay cái ngôi nhà đây cả nhà ơi. Họ nuôi cái chuồng gà này, họ che những cái tấm bạc tấm gì rất là cũ kỹ nha cả nhà nha. Thì Tí rất là thương người đồng bào ở đây luôn. Tí thì mới như vậy thì Tí hàng ngày thì Tí cũng phải đi tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn đó. Nếu mà Tí giúp đỡ được cái gì thì Tí sẽ chắc chắn sẽ giúp nha cả nhà nha. Đó xe của đây là xe của em Tí, em vợ Tí. Thì Tí xe của Tí thì bị hư mấy hôm nay rồi, Tí chạy không có được á. Tí bây giờ Tí phải mượn cái xe này, mà xe này rất là tốn xăng luôn. Tí đi một ngày là hơn gần cả 100.000 tiền xăng á cả nhà. Thì Tí xe bị hư nữa thì bắt buộc cũng phải mượn cái xe này cả nhà. Wow. Trời ơi, em chào anh chị nha. Ôi trời ơi. Người xa thấy hai vợ chồng nhìn ngồi nhà nhau cho nó hạnh phúc một xíu nào. Ây à, à anh chị cho em hỏi là anh ngồi đây nè, để gần vào và gần vào nhau hơn á. Đấy mình ngồi gần thêm nhau chút nữa cho hạnh phúc chân chào nè. À anh cho em hỏi là mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh 84. 84.
À, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị còn 84. À, bằng tuổi hả? Hai anh chị là 39 tuổi. 39 tuổi hả? Ừ, 39 tuổi, là em năm nay là em 28 tuổi. Dạ. Chắc là em kêu bằng anh chị cho dễ nha. Tại vì nhìn anh cũng rất là trẻ luôn, 84 mà trẻ lắm á cả nhà ơi. Tí tưởng đâu là thanh niên cơ chứ. Ăn dạ. Đi làm năm không sao trẻ. À, mình ở đây á, là mình hiện tại bây giờ là mình ở trên cái rẫy này là lâu năm lắm chưa chị? Ừ, lâu rồi. À, lâu rồi hả? Ừ, lâu, lúc họ đó mấy con cùng nhỏ chút chút xíu, năm một đó, bung đưa đó. À. Giờ tới đây, ước biết mấy chục năm rồi. À, 20 năm gì đó. Vậy là hai anh chị ở đây luôn, ừ. Từ đó giờ luôn. Wow. Ở trong rãi không à? Ừ. Mình ở trên này, đó, mình mấy ngày mình về một lần? Thì chỗ là một tuần mình về một đêm ở nhà, sáng mai lên lại. À, là hồi có khi là ở một ngày, hai ngày ở nhà vậy đó. Chủ yếu ở đây là mình trồng trọt cái gì hay là mình làm cái gì ở trên rẫy này? Trồng bắp. Trồng bắp mà năm nào cũng trồng hết hả chị anh? Nhưng mà em thấy bây giờ là không có thấy bắp nha. Chưa. À, là bắt đầu trồng hả? Mỗi vụ như vậy là mình bán được nhiều không anh? Ồ, đủ. Không đủ trả nợ nữa. À, không đủ trả nợ hả? Thí dụ là nợ 15 triệu mà thu hoạch bắp nó có 10 triệu à. À, ấy là mình tiền mua giống, mua gì hả? Mua giống, mua thuốc xịt nữa, mua phân nữa. À, đến mình có phân, có rẻ phân để gì nè. Là mình là mình nếu mà một khi mà mình trồng đồ á, là mình đi lấy đồ trước, lấy giống của họ. Họ cung cấp giống miễn phí. Họ cung cấp giống miễn phí luôn. Rồi tới khi nào mà trồng hái xong á là mình trả nợ lại họ. Vậy á. Lấy bắp rồi lấy thuốc rồi lấy phân. Rồi mượn tiền đi làm vòng công á. À chà. Là mình cũng thề con thề gì nữa. Là đa số mình sống trên này là mình chỉ trồng bắp thôi, mình có làm cái gì nữa không? Mưa là trồng bắp. À, chị có 4 đứa con á, là đứa lớn của chị là bao nhiêu tuổi mà đứa nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? Đứa lớn là 19 tuổi. Đứa nhỏ nhất là 7 tuổi. 19 tuổi như vậy là có đi học chưa? Có còn đi học không? Nó học ở lớp 3. Học lớp 3 nghỉ hả? Còn mấy đứa kia nữa như thế nào vậy? Mấy đứa kia cũng vậy à. Hai đứa thì lớp 3, còn đứa thì lớp 5. Đứa nhỏ nhất thì lớp 2. Nếu mà nghỉ học như vậy là bây giờ còn biết chữ không chị? Cũng biết nữa. Con tội với mấy bé nha. Giờ mà vợ chồng ở rải không á, ít ở nhà nó buồn á. Nó buồn cha mẹ, nó bỏ học. Buồn cha mẹ hả? Là bỏ học hết luôn. Hiện tại bây giờ là mà cái đứa lớp 1 còn có thích học không? Thích. Thích học. Nhà chị là ở dưới Phước An Phước Thiện á phải không? Liên Sơn 2 á. Liên Sơn 2 hả? Liên Sơn 2 Ninh Quý nên gì hả? Ở trên Phước An á. Ở trên Phước An một xíu hả? Em biết rồi. Là cái đường đập trên chạy xuống chứ gì? Em hồi sáng em cũng lên đây, em cũng tự mò được, em lần đầu tiên lên luôn đấy. Dạ. Dạ, em lần đầu tiên lên mà em mò được tới đây luôn. Mà cũng hên. Ở trên kia không biết là còn nhiều hoàn cảnh nữa không biết nữa. Nhiều. Nhiều lắm. Chút tính núi kia nữa. Dạy chị còn một chỗ trên núi á. Là mình trồng như vậy, mỗi khi mình thu hoạch là mình vận chuyển về mình bán là như thế nào chị? Bây giờ là mình bán hả? Ừ. Mình bán là 10 triệu. Không có đủ nợ đâu. Ví dụ là tiền xe nữa, xe chở đó. Thuê xe chở nữa. Rồi máy nhai nữa. Vậy là ấy là mình trồng một vụ như vậy là mình đủ tiền trả cho cái nhận giống này, phân hay là thuốc là mình đủ trả thôi hả? Không có đủ ăn à? Để mình sống qua ngày nó cũng rất là khó khăn anh chị nha. Đấy cả nhà ơi, thì ở trên này đấy, họ sống đấy. Thì họ trồng cái gì họ ăn cái đó, thì họ trồng bán thì cũng đủ để đủ cái số tiền mà cái số tiền chị nói hồi nãy là số tiền mua phân, mua giống thôi. Mình làm vậy là ngoài việc trồng bắp trồng gì ra mình không làm cái gì nữa anh. Vậy là hết mùa bắp là mình cũng không có làm luôn. Là mình cứ ở trên này không từ xưa giờ luôn. Dọn mấy cây điều ăn trái lại. Dọn mấy cây điều ăn trái. Nhà mình có bao nhiêu cây điều đây thôi hả? Có thêm nữa không? Bao nhiêu cây này nữa cũng không có đủ nhiều đâu. Có bao nhiêu đây? Có bao nhiêu đây thôi hả?
mình ở trên đây là 30 năm rồi. À, con cái bạo học hết như vậy là chị có buồn không? Buồn chứ. Như vậy là lỡ may mà ấy giờ mà con mà muốn đi học là mình có lo cho con đi học nữa không? Hết rồi. Còn bé nhỏ này học được á, mấy người lớn lớn không có học nữa. Nhưng mà em thấy nếu mà bán bắp như vậy là cũng đâu có đủ tiền để mình trang trải hàng ngày đâu. Dạ. Nhưng mà những lúc mà thiếu gạo thiếu gì thì mình làm sao anh? Bắp bê bả. Ở trên này là thì cũng ăn bắp ăn lá cây thôi chị nhà. À, ăn lá cây ăn bắp. Ăn lá cây ăn bắp, con cái bò học hết luôn. Chị còn cha mẹ già không? Cha mẹ còn cha mẹ nuôi. À còn mẹ nuôi thôi hả? À mẹ nuôi là như thế nào? Ấy là tức có nghĩa là chị là một cô mẹ hả? Một cô mẹ. À từ nhỏ giờ luôn. Từ nhỏ. À mình một cô như vậy là bố mình là lấy vợ khác là thành ra thành mẹ nuôi hả? À là mình một cô như vậy là mình từ nhỏ luôn hay là lớn lên mình từ nhỏ ra mình lớn mình bị từ nhỏ luôn cả nhà ơi đấy họ người đồng bào đấy tuy là họ nghèo ra lúc nào cái môi họ lúc nào cũng phải tươi cười mỉm cười hết họ sống rất là vui vẻ luôn cả nhà họ đương nhiên là khổ nghèo thì ai cũng có nhưng mà đối với họ khổ nghèo gọi là quá bình thường luôn rồi. Sao anh? Chị nói anh cũng một cô vậy. À. Anh không có cha, không có mẹ. Anh cũng không có cha, không mẹ luôn hả? Từ nhỏ luôn. À, từ nhỏ luôn là mình có biết mặt cha mẹ mình không? Thì cũng biết sơ sơ. À, hay là đẻ ra như vậy là mình bị mất luôn hả? Yeah. Là mất cha mẹ luôn. Là lý do vì sao lại mất anh? Biết nữa, gặp bệnh đau. À, bệnh đau mình cũng biết. Là từ lúc anh còn nhỏ tới bây giờ luôn. Để mình mắc như vậy là ai nuôi mình? Ai là người nuôi mình đến lớn á? Cũng anh em nhờ anh em rồi nuôi lại. À, anh cũng mồ côi. Mà chị cũng mồ côi luôn. Mà hai anh chị là cùng làng luôn hay sao? Chị hả? Chị ở Phước Hà. Chị ở Phước Hà? Ừ. Rồi. Đây là làng chồng. À, chị đi theo chồng hả? Ừ. À, nhỏ mẹ chị mất á là... Hồi đó chị còn nhỏ lắm, không biết cái gì đâu, cứ khoảng 3 tuổi, 4 tuổi vậy đó, đâu có biết cái gì đâu. Rồi ở Phước Hà đây là mẹ tôi ở Phước Hà đó, bà mất, đã chết rồi mà. Rồi dần họ bên mẹ, dần xuống vô đây, rồi nuôi chị á. Chị có 4 chị em, 4 chị em mà nhỏ lắm. Ừ. Và đây ở đây lưng bên đây rồi có chồng có vợ hết. À mình là gốc Phước Hà nhưng mà mình qua bên đây mình lấy chồng là mình theo chồng luôn. Ở đây từ nhỏ luôn rồi. À vậy là anh như vậy là cha mẹ mình mất như vậy là mình ở với anh em thôi mà nuôi sống đến bây giờ luôn là bây giờ là lớn lên là mình lấy vợ mình lên trên này mình sống. Và công việc điều ra là mình có làm hầm than hầm gì không anh? Hầm than khó khăn lắm. À đúng rồi. Đợt cũng hầm. Và hôm nay lâm trường nhiều quá. À đúng rồi. Thì nếu mà mình tốt nhất là mình không nên hầm than tại vì mình mà hầm than như vậy là mình tình cờ mình vô tình mình phá đi cái cánh rừng của mình. Là thành ra là đất chống đồi trọc nó rất là nguy hiểm. Là về lũ lụt lũ gì đấy. Là tốt nhất là mình không nên phá là nó hay hơn anh nha. Ở trên này mình sống qua ngày như vậy là mình ăn uống như vậy là ở trên này hết luôn. Rất là ít khi về. Mỗi lần về là về chỉ lấy gạo lấy về thôi. Thế bình thường là ăn lá cây sống. Có khi nào ở trên này mình có nhìn đói không? Có khi nào không có đồ ăn luôn không? Lại bắp răng. À hay là không có đồ ăn là lấy bắp răng ăn qua ngày thôi. Ăn với lá cây nữa. À con trai 19 tuổi như vậy là có đi làm kiếm tiền không? Có chứ mà nó đi làm tháng nào nó xài nó hết rồi. À tháng nào xài hết tháng đó. À ấy là không gửi về cho cha mẹ. À lâu á nửa năm một năm mới đó nó cỡ về 1 triệu 2 triệu. À nửa năm một năm gửi về 1 triệu 2 triệu luôn. Vậy đó. Đời sao mà mình sống 1 triệu 2 triệu. Con đâu có biết cha mẹ đâu. Nhà 19 tuổi đó là nam hay nữ? Trai hay gái? Trai. À con trai hả?
Nó làm ở trên thành phố hả? Nó làm ở Bình Dương. Bình Dương. Bình Dương à, đó. Ở Bình Dương hả? Làm ở Bình Dương như vậy mà nửa năm, một năm mới gửi bao một triệu đó. Làm biết mấy tháng rồi, khoảng 6 tháng vậy đó. Bữa nó về đó nó cho 1 triệu. À. Nó gửi trước 2 triệu, 3 triệu rưỡi. À. Nó mới... Cái đấy. Mấy người làm nhà, à. Rồi có tiền trả, à, dạ. Rồi xin nó cậu về là 3 triệu rưỡi, à. Cách nửa tháng nó về, nó về đó nó cho 1 triệu. À, dạ. Là như vậy là mình ở dưới quê đấy, ở dưới làng mình có cái nhà không? Có. À, cái nhà. Nhà vay tiền nhà nước á. À, nhà vay tiền nhà nước để làm hả? Là nhà nước hỗ trợ cái nhà đó, là nhà nước hỗ trợ để làm phải không chị? À, mình làm nhà đó lâu chưa? Mới làm năm đây à. À, vậy là nhà nước mới cấp ở đây. À. Mà biết. Đất cánh đây nữa, đâu này, ngày. Cứ suy nghĩ đi làm rẫy hay là đi bày bạ kiếm ăn á. À. Đi ngày nào ăn ngày đó mà, đâu có suy nghĩ. À. Là mình ở trên này, là mình lên trên đây mình ăn lá cây rừng thôi. Nếu mà con có gạo ăn là phải ăn lá cây rừng sống qua ngày. Thì gọi là mình đi cắt măng, mình luộc ăn, à. Hay là mình ăn lá xoài, lá gì mình ăn được á, như vậy thôi. Còn nhà cửa thì để cho con cái ở dưới làng để ở. Mình ở đây, là lên trên đây mình bỏ chạy lên núi. Gọi là hai vợ chồng lại chạy trốn nợ luôn á. Trốn sao nổi. Thôi ở trên này mình trốn như vậy thì cũng tuần hai tuần mình về một lần. À. Có khi con nghỉ hè là ở trên đây không có về nhà. À. 3 tháng 4 tháng mà về một lần. À, hay là con cái nếu mà vô mùa nghỉ hè là ở trên đây hết luôn. Ở trong đây hết luôn. À. Đây là con thích về. À, ấy là con thích rồi, chị ở trên này thôi. Ở trên này nó yên tĩnh hơn, nó thoải mái hơn nhiều. Có gì ăn đó. À, có gì ăn đó. À, dạ. Không có đi lưng xa. À, lỡ may mà mình hết gạo mình có qua mình mượn của nhau không? Có chứ, có khi người ta còn ít dư rải lắm. À, dạ. Ở đây có hai vợ chồng là ở suốt năm suốt tháng à. À, còn mấy người khác là có khi người ta về, có khi người ta ở. À, dạ. Ấy là chỉ có hai vợ chồng một côi mình thôi. Là ở trên này thôi. Cũng về, la lao về. À, nhưng mà em thấy hai anh chị cũng hợp nhau hay. Em thấy là chị cũng mồ côi mẹ này. Mà anh cũng là mồ côi cha mẹ luôn. Mà mình cái duyên nào mình đến với nhau á. À, mình đi làm ở đâu mình gặp nhau hay là như thế nào á? Ở trong làng. Ở trong làng. À, mình gặp nhau, mình yêu nhau rồi đó. Mình dẫn nhau lên núi ở luôn. Là cái núi này, là cái rẫy này, cái này là mình lên mình phát hồi xưa hay là của cha mẹ để lại? Tại vợ chồng mình phát. Tại vợ chồng mình phát luôn. Để đi chồng con ta qua phát cho mình nữa, đi làm qua làm lại á. À, ấy là nhà này làm cho nhà kia đấy. À, dạ. Wow. Bắt đầu là bây giờ là trồng bắp hả? Hay là khi nào trồng? Trời mưa xuống. Trời mưa xuống. Bữa giờ không có mưa ở trên này. Bây giờ có mưa chứ, em thấy có mưa mà. Bữa có mưa. À, dạ. Đi làm dòng con ta hả? Trước hả? À. Đi chữa chúng ta trước là tớ mình chữa sao? À, ấy là theo kiểu là như vậy nè cả nhà ơi. Tớ có nghĩ là ví dụ như là nhà tí có một cái rẫy. Rồi nhà anh chị cũng có một cái rẫy là tí sẽ nhờ anh chị qua chồng cho nhà tí. Chồng xong nhà tí xong rồi bắt đầu tí sẽ qua đó chồng phụ chị. À, vậy là mình sẽ không có tốn tiền công đấy. À, như vậy cũng hay đấy. Họ sống cái kiểu như là hồi xưa cái nhà làm qua làm lại á, là sẽ không có tốn tiền mướn thợ mướn công nha. Là mình bớt cái phần đó rồi, nhưng mà vẫn chỉ là vẫn đủ để sống qua ngày thôi. Có khi còn thiếu nữa lúc mà mình bán đó. Là thiếu nhiều luôn á. Có khi nào mình đi mua thiếu gạo, thiếu gì mà người ta không cho không anh? Có chứ. À, như thế nào anh? Dù mình mua một bao gạo, mình thiếu cỡ 20, giờ người ta nó không có cho đâu. À, thiếu 20 ngàn nó không cho đâu. À. Đi nhà máy gạo á, Phải tiền cho đủ rồi, người ta mới đưa. À. Mình hồi giờ mình mua gạo đó miết á, người ta đâu có tin tưởng mình đâu. À, người ta sợ mình không có tiền đấy. Yeah. Đúng là số phận mình nó khổ.
thì họ không có dám cho mình thiếu, tại vì họ sợ mình không có, họ sợ mình chạy trốn đấy. Thì cũng rất là tội anh chị luôn cả nhà ơi. Mà ở đây không có giả dối đâu, khiếm nợ là phải trả. Dạ, cái đó là người đồng bào mình, em cũng biết là rất là thật thà. Đấy, hai anh chị cũng rất là thật thà cả nhà nha, nhìn mặt rất là phúc hậu luôn. Thì anh chị chắc là lên đây để sống thì nói chung là cũng qua ngày như vậy thì cũng rất là nể phục anh chị luôn. Là anh cũng mồ côi mà là chị cũng mồ côi luôn. Là họ tìm đến với nhau là đúng là cặp đôi, gọi là cặp đôi hoàn cảnh đấy cả nhà. Rất là hay luôn. Tìm kiếm nhau chung là đúng là ông trời sắp đặt cũng rất là tí thấy hay cả nhà. Thì tí sẽ quay qua một vòng cái rẫy này cho cả nhà xem nha. Thì hoàn cảnh gia đình của anh chị thì cũng khó khăn đấy. Thì anh chị nói thì cũng là làm nông, nhưng mà trồng bắp trong gì cả nhà thì cũng đủ để trả nợ cho người ta thôi. Là nếu mà gạo ăn hàng ngày là mình còn phải đi mua thiếu nữa, còn phải đi mượn nữa. Ở nhà như vậy là mình có nuôi cha già gì không chị? Cha già. À, cha mình á, ba bố mình á. Là mình có nuôi bố không hay là bố còn khỏe còn đi làm được? Bố không có khỏe, ở nhà ông già rồi. À, ông bệnh á. Vậy là chị là người nuôi bố luôn. Có đứa em Úc. À, cả nhà ơi, cái người đồng bào à, không có làm mẹ tôi á, bà bị tai biến á. À, 8 năm nay rồi. À, bị tai biến 8 năm nay rồi. Thì cả nhà ơi, thì cha mẹ thì ai cũng muốn nuôi á, nhưng mà cái tập tục của người đồng bào á là cái em gái Úc á là sẽ nuôi cha mẹ đấy. Là nói chung là họ cũng có bổn phận của họ rồi đấy. Cho nên nếu mà anh chị muốn nuôi cũng không được đúng không anh chị? Là chỉ có em Út mới nuôi thôi đúng không? Chị theo chồng á. À dạ. Ủa sao người đồng bào mình theo chồng á hay là sao? Tại ông là Út á, Út là con mình ông Út ở trong nhà á. À, ấy là gia đình của anh á là ăn riêng á, ở riêng á. À. À dạ. Ông có mà gia đình ông có 4 đứa trai không à, không con cái á? À, 4 đứa con trai không hả? À, nhưng mà ấy là chị là phá lệ chị. Úc á. À dạ. Nhưng mà ấy là cha mẹ anh cũng mất hết rồi đó. Là vẫn còn cái nhà đó, là mình cái nhà đó là cái nhà của hồi môn của cha mẹ để lại luôn á. Là cái đó là mình ở lại mình giữ để mình lo gọi là nhang khói gì đấy. À, vậy là anh Út ở trong nhà là anh phải là nhiệm vụ anh là phải lo nhang khói. À dạ em hiểu rồi. Đó là cặp đôi mồ côi nha cả nhà nha. Thật sự rất là lạ kỳ luôn, rất là hoàn cảnh luôn hả cả nhà. Thì tới đây á, thì tí sẽ quay thêm qua vòng qua cái ngôi rẫy của nhà anh chị một chút, rồi tí sẽ kết thúc video nha cả nhà nha. Đây cả nhà ơi, thì họ ở trên này đấy. Tí thấy họ dọn dẹp nè cả nhà. Thì ở mấy cái chòi này đa số là những cái nếp tre đó cả nhà. Họ chặt ra làm hai đó rồi. Mấy cái này thì cái này là sợ trời mưa bị tạt đúng không chị? Trời mưa như vậy là có tạt nhiều không? Vậy là mình ngủ trong mưa luôn hả? Mùa mưa là mình ngủ mưa luôn á, mưa dột hết luôn á chị. Mà mưa đó ngủ khổ lắm, ngủ không được đâu. À, mưa là ngủ không được luôn hả? Ừ. Nắng vậy này mình ở được. À, lỡ mà vô mùa mưa là sao mình ngủ đây chị? Thì mình nằm dậy miết chứ sao? À, mình ngồi miết luôn á, chứ không có chỗ để nằm luôn á. Nó dột nhiều lắm á anh. Dột chứ. À, hai cả nhà ơi, thấy thương cho hai vợ chồng luôn hết cả nhà. Để thấy quay trong nhà một lần nữa cho cả nhà xem nha. Ở trên này là nó bị dột nhiều luôn hả? Đây cái nhà say thấy vì sao mà mùa mưa là họ đi tạt rồi. Tại vì cái những đất tre này nè, cả nhà thấy không? Đấy là gọi là họ đang nó không kích vào nhau đó. Nếu mà cái này mà tường á là mưa sẽ không vào được, mà đây là chỉ là mấy miếng tre thôi đó cả nhà. Ôi rồi, thấy thương quá cả nhà ơi. Để tí quay vô trong nhà nha. Em vô nhà quay xíu anh nha. Wow cả nhà ơi. Đây cả nhà xem này. Đây nè. Cái tôn mà bị dột hết luôn cả nhà. Đây. Wow, bị dột hết luôn anh chị ơi. Cái tôn bị rách hết luôn á. Rồi mùa mưa sao mà ngủ đây? Không ngủ được luôn đấy. Không có ngủ được. Wow cả nhà ơi. Cả nhà xem này. Cái lỗ trắng trắng như vậy cả nhà. Là bị dột hết luôn á. Wow, không có chỗ ngủ luôn á, ngủ không được. Cái này tí đảm bảo là không ngủ được nha cả nhà nha. Wow, cả nhà xem này, đây cái lỗ này chà bá lửa luôn nè. Đây cái lỗ như vậy mà nước mưa không dột xuống sao mà được. Mà anh chị nói là anh chị là chỉ ở trên này thôi là không có về luôn nha cả nhà nha. Ừ.
Ồ, cái này này gần cái chỗ bếp này cũng vậy nè cả nhà này. Ôi thấy thương quá cả nhà ơi. Đây thì hôm nay ăn cơm này, cơm bữa nay ăn cơm với măng thôi hả? Ăn cơm với măng đi cắt ba đó. Đúng. Ừ? Mệt không? Đi mệt xa chú. Mệt lắm hả? Lên núi mệt lắm. Không lên núi mệt lắm hả? Cắt măng phải lên núi. À đi đứng xa lắm hả? Ừ. Chứ đi gần người ta hái hết rồi đúng không? À, đi gần người ta hái hết. Đây cả nhà ơi, thấy quay trên này, trên nóc này cả nhà thấy không? Bị lỗ chùm hết luôn hả cả nhà? Cái này mà có tiền mua miếng bạc trải qua một miếng cũng được. Nhưng mà cái này thay tôn càng tốt, mà thay tôn thì cái đường vận chuyển nó cũng khó lắm đúng không chị? Đây thì đây, hai chị em mình ngồi đây một chút xíu rồi em kết thúc video luôn chị nhé. Thì hôm nay á là em lên tới đây là em khảo sát cái tình hình của người dân mình ở đây là để em quay giúp đỡ. Thì lúc đầu á thì như em nói chị hồi nãy á, là lúc đầu thì em cũng sẽ biết cho chị 100.000. Thì 100.000 đó là em nghĩ là chị đi hái măng á là cũng gần hơn nửa ngày rồi. Đấy, hơn nửa ngày rồi đúng không chị? Đấy thì em biết như vậy thì để em giúp chị một phần nào đó. Thì nếu mà lần sau có ai có mạnh thường quân cô chú anh chị nào mà có liên hệ với em, còn muốn giúp gia đình mình nữa đó thì em sẽ lên lại một lần nữa. Em sẽ gặp anh chị. Nếu mà có nha, em không nói chắc chắn là có hay không nha. Nếu mà có là em sẽ quay lại đây. Em sẽ trao cái phần quà đó. Em chính là người leo lên chỗ này luôn. Chị đừng có lo chị nha. Đây. Ok thì đây thì em sẽ trao số tiền cho chị là 100.000 cho chị chứ gọi là giúp đỡ anh chị một phần nào cả nhà. Thì cũng như từng video đó thôi cả nhà. Thì cái kinh phí này là của Tý thôi nha. Chứ cái này không phải là của ai. Thì Tý xin gửi. Dạ em xin gửi anh chị nha. Em đưa hai tay không được, em nhờ anh chị nhận giúp em. Dạ thì nói chung thì em cũng thấy hoàn cảnh gia đình mình cũng rất là thương luôn. Em thương hai vợ chồng lắm. Thì cả nhà đó, thì trên này thì chỉ là ăn lá cây này. Nếu mà thiếu gạo á, là ăn lá cây qua ngày này. Còn nếu mà còn bắp thì mình ra bắp ăn. Còn hết bắp là chắc là cũng nhịn đói thôi. Đấy cả nhà. Ăn bậy bạ. Mùa này thì có măng, mấy mùa kia đâu có măng đâu. Đâu phải mùa nào cũng có măng đâu đúng không vậy? Có mùa măng thì có mùa mới có. Con hưa rồi. Mình đi xa vậy là chắc là lâu lâu mình đi thôi chứ đâu phải ngày nào cũng đi bẻ măng đúng không chị? Có chứ, có khi mình làm rại là không có đi. À dạ. Không có làm rại là mình đi. Dạ. Mình đi kiếm gạo trước chứ mình mới làm rại được. À, ấy là kiếm gạo gì mình làm rại được chứ. Mình đúng rồi thì kiểu như là mình làm rại là không có gạo để ăn luôn á. À, tại vì tất cả mọi thứ đều là người ta cho thiếu hết. Rồi khi mà cắt xong là phải bán cho người ta này. Vừa bán cho người ta này, rồi vừa trả nợ cho người ta là cũng tới lúc bán tới lúc thu hoạch là cũng hết tiền luôn. Nhiều khi hụt tiền hụt nhiều không? Nhiều chứ. Hụt bây giờ một vụ vậy là mình lỗ bao nhiêu? Lỗ tiền công mình làm này, tiền giống, tiền mình đi làm đồ ăn đồ gì cho mấy người dòng con á, mình lo hết thuốc men đủ. Tao giờ thu hoạch lỗ tiền mình luôn. À lỗ không hả? Không có tiền mà xài Tết luôn á. À lỗ như vậy là sao mình vẫn còn làm, sao mình không đổi cái cách khác mình làm? Không có biết ngành gì làm hết. À phải làm ngành đây chứ. Phải làm ngành đây. Thấy thương hai vợ chồng quá cả nhà. Như làm mướn thì người ta đâu có mướn đâu. À bây giờ người ta không thuê mình hả? Ừ. À đây thì thôi thì hôm nay thì Tý cũng xin kết thúc video tại đây. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của Tý. Xem video của Tý cả nhà nhớ đăng ký giúp Tý để đồng hành cùng Tý trên cái quãng đường, trên cái nẻo đường mà đi đến những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa nha cả nhà nha. Thì xin chào tạm biệt cả nhà.